Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hình học lớp 7 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn bài 4, đó là hai cái đường thẳng song song. Mình đang ở tới một gọi là vẽ hai cái đường thẳng song song. Muốn vẽ hai đường thẳng song song rất đơn giản. Các bạn chỉ cần một cây thước và một cây bút. Bút thì phần lớn các bạn dùng bằng bút chì. Đó, bút chì nha các bạn. Thôi, bước 1, ta có một cái đường thẳng tùy ý, đường thẳng A và một điểm A nằm ngoài đường thẳng. Thì ta muốn vẽ hai đường thẳng song song, vẽ hai đường thẳng song song mà cái đường còn lại đi qua điểm A thì cứ rất đơn giản nha. Các bạn đưa cây thước vào cái đường thẳng A và kéo đường thẳng B thì chà ký hiệu song song. Hình dung chưa? Mình nhớ lại nha, muốn kẻ một cái đường thẳng song song với đường thẳng A và đi qua A lớn thì các bạn đưa cây thước vô nè. Rồi bây giờ kéo đi mà đó là cái cách thứ nhất. Còn cái cách thứ hai thì các bạn rất đơn giản thôi. Cách thứ hai thì các bạn đo thôi, không có gì cả. Đo thì các bạn phải cần góc đo độ nha các bạn. Các bạn cần góc đo độ, nhưng mà ở đây mình không, mình chỉ kỹ năng để cho các bạn vẽ thôi. Thì kỹ năng bạn vẽ thôi đó. Tương tự mình dùng thước đo độ. Nếu mà các bạn nào có thước đo độ thì các bạn có thể vẽ dễ dàng cái đường thẳng A nè, điểm A nằm ngoài, được chưa ạ? Rồi, muốn kẻ một cái đường thẳng song song với đường thẳng A thì các bạn chỉ cần lấy một cái đường thẳng bất kỳ. Được chưa? Kẻ một cái đường thẳng bất kỳ đi qua A và cắt cái đường thẳng A tại một điểm B đi. Và các bạn lấy thước đo độ đo cái góc này bằng bao nhiêu? Góc này bằng, giả sử góc này bằng 30 thì các bạn cũng lấy cái thước đo độ đưa vô đây đo cái góc này bằng 30. 30 độ. Vậy là hai góc này vị trí gì ạ? So le chỉ giác nè các bạn, hình không ạ? Được cái hiệu bằng chữ B vậy thôi. Đó, dùng những cái dấu hiệu nhận biết giữa hai đường thẳng mà kẻ hai đường thẳng song song thôi, không có gì cả nha các bạn. Đó, còn cách đơn giản là các bạn chỉ cần thiết là các bạn chỉ cần rê thôi. Đó, rê thôi. Đó, và ký hiệu như thế này để biết là hai đường thẳng này song song. Hai đường thẳng song song để có điều gì ạ? Thứ nhất, những cái góc so le của nó bằng nhau. Thứ hai, những cái góc đồng vị bằng nhau. Ký hiệu này để cho các bạn biết là những cái góc nào nó bằng nhau, góc nào tương ứng bằng nhau nha các bạn. Các bạn phải nhớ ký hiệu vào hình học, là các bạn phải càng ký hiệu nhiều càng tốt, nhưng ký hiệu đừng có bị trùng lặp. Trùng lặp là sao? Là thứ nhất là giống nhau cả, thứ hai là ký hiệu nó trùng vào nhau, gọi là trùng nhau, gọi là ký hiệu nó không rõ ràng, làm cho tất cả các bạn nhìn vô cái hình nó rất là khó nhìn. Thứ ba là các bạn nên vẽ cái hình nó hơi bự một chút xíu đi, đừng có tiết kiệm giấy. Các bạn nhớ một điều, học là để có kiến thức, chứ đừng có nghĩ trong đầu học là để tiết kiệm tiền. Cha mẹ các bạn cho bạn tiền ra để học giỏi để làm gì? Kiếm tiền thôi, chứ không cần nói nhiều làm gì nữa. Đó. Còn khi nào kiếm tiền như thế nào thì các bạn, mỗi người có một cái kỹ năng khác nhau, mỗi người có một cái nghề khác nhau, nên mọi người sẽ có cái cách kiếm tiền khác nhau các bạn. Rồi, hỏi xin chào bạn, gặp lại tất cả các bạn. Các bạn nào có vướng mắc gì các bạn hãy comment nha, mình sẽ trả lời sau và giải đáp nhanh nhất cho tất cả các bạn nha. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.